Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ không chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ. Đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói: chú đó nha, chú coi chừng tôi á. Cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thật ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình, mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn sao, răng nghiến sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp, hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng đó, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không nghe, không có xíu gì hết. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi. Sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lại Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm nó có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại.
Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Đệ tử trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: ta với mi thấy nhau. Tại sao người đệ tử, tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó, đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chói cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá. Người đó yêu tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường, biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu. Tại cô đó cũng thương anh này, và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó, thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi. Khác cái tên gọi thôi. Thí dụ như quý vị nói: trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình. Nó: thầy đâu có khổ gì đâu. Nó: dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa. Mấy thầy, mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bill điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình. Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói về lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng, cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trò cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói: tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma. Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận nó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, hay cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y.
bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số. Cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết, cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta. Thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói đó, hận thù. Hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua rồi mình để trong lòng. Lâu ngày cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận. Tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp mình hại người ta, ta chết. Nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong người ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình nghẹn, mình ăn không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta, đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn.
Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắc. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không, người ta có biết mình có biết không. Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà ta chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn, mà ai phone hoài nó mệt ghê vậy, tối ngày phone hoài. Và nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài kiếm hoài nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone quá trời, cho quá trời mà không thấy iPhone hết trơn. Cho nên khi mình sống á, mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào á, trong đầu mình nó để cái đó rồi tối mình chim bao. Rồi mình giận một người bạn phải không, mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình chưa tha thứ, trời ơi chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chiêm bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng, ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh nghĩa là sống, đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh. Qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó, hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, có nhớ, có buồn phiền gì nữa hết. À, bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 800-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hoài chọc mấy bác bên Mỹ hoài. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi quá nói cha, tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn. Thì quý vị cứ nghĩ con có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng khựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha, thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Thầy nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì, muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa.
Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy: quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan khoan, để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có một bà cụ bà quỳ trước tượng Phật, bà nói: Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú nghe vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng chú nói: được rồi, về chuẩn bị đi liền. Bà nghe vậy bà nói: ô con quên, con chưa cưới vợ cho ông Út. cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ống chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học, tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa, sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Đây, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu, chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó như vậy thôi nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó. Chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền. Vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt. Mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt, đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo. Vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, chứ chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt.
Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm 1 điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng: breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng. Thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mà đi đánh bài về thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực? Mình bực mình tốn tiền, mình bực mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Còn mình mà đi đâu mà không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh này mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng kinh, bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh, rồi kinh, rồi tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện. Cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá. Bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh đưa, anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Thôi thì hôm nay chúng ta học một cái bài học, là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật, là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ hồi nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng.
Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng hai câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình hai câu đó một cách thiết thực. Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tích tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có. Mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, Dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Vậy là present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời, hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ. Chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người. Cái tốt của người lại là cái xấu của mình. Thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là.
Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết. Đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó. Nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó. Mà lo cho nó là mình nợ nó. Mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có có duyên sao tự nhiên nó tới với mình. Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Mỗi ngày của chúng ta, chúng ta đều là những người đang sống, đang nói, đang làm việc, đang tư duy. Mà nếu như có chánh niệm thì chúng ta sẽ nói năng, hành động, tư duy bằng cái nghiệp lành, thì chúng ta gọi là nghiệp lành. Còn nếu không khéo, chúng ta nói, làm, suy nghĩ bằng những cái ý niệm xấu, làm xấu, nói xấu, thì việc đó gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Chữ nghiệp nghĩa là những việc làm chúng ta thường làm. Thí dụ ngày nào mình cũng sáng đúng giờ đó đi làm, rồi mỗi ngày công việc nó đều đặn như vậy, cũng là nghiệp. Đi nghề nghiệp mà, đi làm mà, thì cái việc đó nó thuần thục như vậy là cái nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu người nào nói năng không có chánh niệm thì cũng trở thành một cái nghiệp của nói năng. Cho nên nghiệp không có xấu, cái chữ nghiệp bản chất nó không có xấu, chỉ là một việc làm thôi, một hành động thuần thục. Nhưng thuần thục tốt thì gọi là nghiệp lành, thuần thục xấu gọi là nghiệp ác, thế thôi. Vậy thì đạo Phật dạy cho chúng ta mỗi ngày cố gắng sống như thế nào để mình thuần thục cái nghiệp lành, đừng tạo những cái nghiệp xấu. Thí dụ mình nói việc gì, mình thấy biết rõ ràng hãy nói, đừng có dựng chuyện, đừng có đổ thừa, đừng có vu oan, đừng có gọi là nói những cái lời bất hòa. Thì như vậy thì tự nhiên tự mình làm một cái nghiệp thiện cho mình là không nói những cái lời đó. Rồi mình cũng không gây những cái tư tưởng từ mình qua tới người khác, làm cái nghiệp của mình suy nghĩ đó cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Thay vì người đó chưa từng bao giờ nghĩ việc đó, cái mình đi nói cái điều đó làm cho cái người đó phải nghĩ giống mình, thì lâu ngày nó lây la ra thì nó thành cái nghiệp chung. Cho nên người Việt mình hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần người nào mà nếu họ sống bằng cái nghiệp thiện thì mình lấy cái thiện của họ, mình gần người cái người mà nghiệp xấu thì mình lấy cái nghiệp xấu của họ. Cho nên không có ngày nào mà chúng ta mở miệng ra là tạo nghiệp. Cái điều đó đúng thôi, không có gì sai hết á. Nhưng mà nghiệp thiện, nếu người đó luôn luôn nói những lời lành, còn nếu mà người đó luôn luôn nói ra những cái lời vu oan, những cái lời áp đảo, những cái lời dựng chuyện, thì người đó tạo nghiệp xấu. Cho nên có nhiều người đấy, thí dụ có những người nói ra cái là những cái lời thiện lành, cái mình cũng nói anh đó mở miệng ra là tạo nghiệp, không có gì sai cũng được đó, nhưng mà nghiệp tốt. Còn nếu mình mở miệng ra mà nói những cái lời không hay thì gọi là nghiệp xấu. Cho nên rồi cái cách suy nghĩ của mình đó, bây giờ mỗi ngày nè, sáng nè, thiết thực nhất nè, sáng ngủ dậy, trước khi mình vừa bước ra cửa đi làm, trong tâm mình khởi niệm đi,
cầu nguyện, nói theo người nhân gian của mình á, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho ngày hôm nay mọi người được khỏe mạnh. Còn Phật giáo, Đức Phật dạy mình khởi tâm từ bằng cách là mỗi ngày ngủ dậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta khởi niệm: xin cho tôi ngày hôm nay được bình an, xin cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an. Đó là cái cách mình khởi niệm thiện, mà Đức Phật dạy cái đó gọi là khởi tâm từ, hay là gọi là rải tâm từ. Rải tức là mình tung ra, mình đưa ra. Rải tâm từ là mình đem cái tâm mình ta trang rải cho mọi người. Mơ trước hết là phải tâm từ với mình. Mong cho tôi ngày hôm nay được vui vẻ, mong cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được vui vẻ. Sáng nào mình làm vậy là mình đang thực hiện cái gọi là nghiệp thiện đó. Mình không có khởi những cái niệm xấu. Cho nên có nhiều khi quý vị đừng nghĩ là giây phút nào mới là tạo nghiệp. Bất cứ giây phút nào mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động mà thiện gọi là tạo nghiệp thiện. Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Nhưng mà nếu mà mình không có khéo thì cái sự suy nghĩ đó trở thành một cái ý nghiệp của bất thiện. Mà cái ý nghiệp bất thiện nó sẽ tạo nên lời nói và hành động bất thiện. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta tu là tu cái gì? Sửa cái tư duy đó, sửa cái cách mình suy nghĩ tiêu cực, sửa cái lời nói không dễ thương đó, sửa cái hành động kỳ cục đó. Chỉ cần sửa những cái đó là tự nhiên mình cũng thấy người mình giờ nó hết kỳ cục rồi nè. Rồi người khác nhìn mình bây giờ cũng không có nói mình là cái người kỳ cục nè. Khi mình sửa là người ta nhận ra. Thí dụ như cái bức hình đó treo méo, người ta đi ngang người ta cũng thấy, người ta nói này treo méo. Mà bữa nào ai thấy được cái hình, cái bức tranh đó treo nó méo, nó không ngay, ta chỉnh lại cái người khác đi ngang nói: à, bữa nay cái bức tranh này chỉnh sửa rồi nè. Con người mình vậy thôi à, mình không chỉnh sửa người ta cũng biết, mà mình có chỉnh sửa người ta sẽ biết. Mà người ta mình mà có ngay ngắn chỉnh sửa thì người ta ngắm nhìn. Rồi cái kia người ta cũng nhìn ngắm, nhưng mà có cái lời phán xét. Thật sự ra mình sống là mình sống cho mình. Đó, mình có nhiều người ta nói tôi bất cần ai nói gì, miễn tôi vui vẻ thôi. Nếu mình nói vậy thì cuộc sống này đâu có gì để nói, phải không? Là mình sống cho mình mà mình còn sống cho người, mình để cho người khác còn. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nói đơn giản là ngày Đức Phật qua đời. Nói đơn giản là vậy, còn nói theo cái chữ nghĩa nhân gian là ngày chết. Nhưng mà xưa giờ á, người đời á, dù là một người đời hay một người trong đạo, ai cũng phải đi tới con đường này. Đức Phật là người thầy giác ngộ, nhưng mà giác ngộ tự tâm, chứ còn ngài vẫn mang một thân tướng như chúng ta, vẫn mang cái thân tứ đại như chúng ta, cho nên ngài cũng phải chịu cái cảnh già bệnh và qua đời. Nhưng mà thay vì đối với Đức Phật chúng ta nói ngài Phật qua đời, ngài Đức Phật chết, ngài Đức Phật lìa trần cũng không sao hết. Nhưng mình có một từ nữa để nói đến cái trạng thái bình an vĩnh viễn của Đức Phật, gọi là chúng ta thường gọi là nhập Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là gì? Niết Bàn là khi trạng thái trong tâm mình không còn khổ lụy vướng mắc, gọi là Niết Bàn. Bất cứ giây phút nào mình cũng có Niết Bàn. Ví dụ mình uống một ly trà nóng thơm ngon, trong cái lúc mà đang trời lạnh có một miếng nước nóng uống về nó ngon ơi là ngon, mà không luận là trà gì hay là phải là nước trà, miếng nước nóng uống ấm là được rồi, thì uống nước là uống nước trong Niết Bàn. Khi mình đói bụng có một miếng bánh mình ăn đỡ đói, ăn miếng bánh đó là ăn bánh trong Niết Bàn. Vì chữ nơ, nirvana, chữ Niết Bàn là mình âm từ tiếng Phạn là nirvana, thì cái chữ nơ trong tiếng Phạn gọi là nô, mà chữ nirvana là những cái gì gọi là negative.
giây phút nào no negative là niết bàn, là nirvana. Vậy thì khi nào tâm mình không có buồn giận là niết bàn. Khi nào mình không còn phiền trách ai là niết bàn. Khi nào không có tức tối ai là niết bàn. Niết bàn không phải là cái chốn đợi mình chết mình mới tới, mà niết bàn là một cái giây phút tâm mình bình an. Mình đau khổ và bây giờ mình hết, mình vượt qua được cái khổ đau đó là niết bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong niết bàn, chứ không phải là ngày Phật chết mới kêu là niết bàn đâu. Đức Phật luôn có niết bàn trên 24 tiếng. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là Phật nhập niết bàn, tức là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh. Tại vì niết bàn được dịch là tịch tỉnh. Chữ tịch là gì? Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là tỉnh giác. Chữ tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ niết bàn. Thí dụ như mình ngồi thiền, tâm mình lắng yên, không có một chút suy nghĩ gì khác nữa ngoài giây phút mình ngồi đó với hơi thở của mình, thì giây phút đó gọi là giây phút tịch tỉnh. Giây phút đó được gọi là giây phút niết bàn. Chờ mình gặp nhau đó, mình có chúc nhau, em chúc chị năm mới này lúc nào chị cũng có niết bàn. Tốt đó. Mà không có cái vui nào bằng cái vui của niết bàn. Tại vui niết bàn là vui bình an, vui bình thường. Còn thí dụ như có đại nhạc hội mình mới vui, hết đại nhạc hội mình buồn. Mấy cái niết bàn đó, niết bàn tạm lắm, chỉ có giây phút nào thôi. Còn cái người tu mình ở một mình cũng có niết bàn, hai ba người cũng niết bàn, rửa chén cũng niết bàn, nấu ăn cũng niết bàn, làm gì chúng ta vẫn bình an trong cái trạng thái vắng lặng gọi là niết bàn. Thì Đức Phật khi ngài 80 tuổi, ngài biết được sức khỏe của mình không còn thể kéo dài nữa, cho nên ngài đã đi đến một cái thành, một cái làng tên là Kushinaga. Bây giờ mình âm cái chữ đó là Câu Thi Na, thành Câu Thi Na. Cái địa danh đó bây giờ vẫn còn, người ta vẫn dùng cái từ đó, thành Câu Thi Na. Thì ở đó là một cái bộ tộc. Thì Đức Phật chọn nơi đó không quá gần những cái thành phố lớn. Trong khi đó Đức Phật đệ tử là vua chúa rất lớn như thành Xá Vệ, vân vân, mà ngài lại không chọn ở nơi đó để ngài mất, mà ngài chọn đi về một cái khu vực mà ngài chưa đến đó. Cho nên ngài đi đến cái khu vực Câu Thi Na đó, rồi dặn Ngạ Nan dọn chỗ sẵn hết để ngài lên đó ngài nằm. Và khi đó ngài mới dặn dò lại các vị đệ tử những lời sau cùng. Chúng ta gọi những lời sau cùng này là di giáo. Di là gì? Di là để lại. Giáo là lời dạy. Di giáo là lời dạy để lại cho người sau. Còn mình bây giờ là sợ chia của, cho nên mình phải để di chúc. Mình sợ bất hòa, cho nên mình để di chúc. Quý vị thấy không? Một người cha, một người mẹ để lại cho con á, không phải là cái di chúc chia của. Quý vị để lại cũng không sao, nhưng nhớ trong cái di chúc đó có một lời dạy gì cuối cùng. Ví dụ thôi, cái nhà của má bán ra chia 5 phần, cái hũ hột sòn của má có 24 hột, má có 6 người con chia đứa mấy viên, không sao hết, cái đó cứ làm. Nhưng cuối cùng phải để một lời dạy: các con nên nhớ tiền của chỉ là vật chất, công khổ ba má dành dụm để lại cho các con là một món, làm cái của. Nhưng nhớ rằng tiền của chỉ là vật chất, khéo xài thì lâu, không khéo xài thì hết. Đừng vì tiền của mà anh em bất hòa. Anh em nào khá giả hơn, nhớ quan tâm tới người anh em khó khăn. Cái đó mới là cái di chúc của cái người mà có tuệ. Và của cái người mà mình biết rằng á, người xưa dặn á, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc. Mình để binh thơ, để sách vở lại cho con, chưa chắc gì con cái mình nó đọc.
tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thụ. Để vàng của lại cho con, chưa chắc gì con cái giữ gìn. Chỉ một cái thôi, tích cái âm đức cho con, đó là cái kế trường cửu lâu dài. Cho nên mình có quyền để lại một cái di chúc cho con, tiền của không có gì sai. Nhưng với người học Phật hiểu biết, mình nên thêm một câu ở trong cái bài di chúc đó, là những lời dặn sau cùng của cha mẹ. Hay là trước khi mình chia của, mình viết một lá thơ: hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong khi má còn đang rất tỉnh táo, má có mấy lời để nhắc nhở lại các con. Và thậm chí mình biết mỗi đứa con nó có những cái tật nào mà bình thường mình khỏe mình nói nó không nghe. Con thường ngày con ít có lắng nghe những cái lời má nhắc nhở. Mỗi lần má nói đến là con nổi cơn giận tức. Vì vậy cho nên má ít khi nào có cơ hội nói hết những gì trong lòng má muốn nói với con. Có thể khi má mất rồi, má không còn, thì đây là những lời con có thể giữ lại để đọc, rồi mình mới nhắc nhở người con. Quý vị nào có đọc cái bài học, đọc cái quyển sách có tên là Bài Học Ngàn Vàng, ai có cái cơ hội đọc cái quyển đó của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết đó. Ngày xưa có một ông vua đó, ổng đi bỏ ra ngàn lượng vàng để mua một cái bảo vật. Cuối cùng ông mua một câu thôi. Mà quý vị biết là bỏ ra ngàn lượng vàng mua một câu trong cái túi vải đó thôi. Cái câu đó là gì phải không? Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Có một câu đó thôi mà ông vua phải đi tìm khắp nơi khắp chốn, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mua một câu đó thôi. Tưởng đâu là cái câu gì quý báu để mà dạy cho ông trị nước an dân. Cuối cùng là cái câu đó. Nhưng mà thật sự câu đơn giản đó mấy ai để ý quan tâm. Nhưng mà đến khi hữu sự thì mới thấy nó quả thật là chí lý. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước khi mình nói một việc gì cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Trước khi mình làm một việc cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Mà suy nghĩ đó tức là thiện nghiệp của cái ý, dẫn tới hành động là thiện nghiệp của thân, đưa tới lời nói là thiện nghiệp của miệng. Mà người mà sống có thiện nghiệp như vậy thì nhất định khi họ mất đi, thiện thú tức là cái nơi chốn thiện lành chờ đón họ. Cho nên á, Đức Phật để lại di giáo, tức là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật không có để gì là hết à. Còn cái chuyện mà nói là Phật truyền y bát đồ cho đệ tử đó, là một tín vật, một biểu tượng để cho người sau duy trì. Nhưng mà cái chính yếu, quý vị thấy không, y bát bây giờ của Đức Phật để đâu không biết không? Không ai biết hết. Vì sao? Vì cái đó là của vật chất. Có để tới cỡ nào đi nữa rồi, năm qua tháng lại, chiến tranh giặc giả, cuối cùng cũng mất, cũng đâu còn. Chỉ có cái gì còn? Chính lời dạy này 2600 năm nay vẫn còn đó, mặc dù nó chỉ là những chữ nghĩa. Còn cái y bát mà trong kinh nói là Đức Phật truyền y bát lại cho người này người kia đó, bây giờ có ai biết y bát nằm đâu đâu? Thì rõ ràng tất cả chỉ cái gì có vật chất, cái đó chỉ là tạm. Bây giờ quý vị nào qua Ấn Độ, quý vị đến thành Ca Tỳ La Vệ mà nơi Thái tử đã từng sống, bây giờ không còn gì hết. Những cái thời mà động đất, những cái thời đó hơn 2000 năm rồi, những cái thành đó nó chôn vùi ở dưới lòng đất. Sau này người ta mới khai quật lên được một số nền, những cái số cũ, rồi người ta dựa theo cái bản vẽ cũ đó, người ta cất lên một số gạch lên để người ta tạm thấy cái đây là cái nền của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Rồi đây là cửa đông cửa tây, chứ thật sự nói thôi, chứ giờ tới đó là chỉ là một miếng rừng hoang đất trống, rồi có một số gạch vụn để đó, mà không phải chỉ một cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà rất nhiều chỗ. Cho nên mình mới biết á. Rồi bây giờ quý vị, như hồi xưa quý vị coi phim Bao Công á, gọi là cái gì, Phủ Khai Phong,
ở đời Bắc Tống, ở Lạc Dương. Bây giờ đi về cái vùng đó vẫn đi, mình vẫn tìm được phủ Khai Phong, nhưng mà thật sự phủ Khai Phong đó là mới xây lại năm 2003. Chứ còn toàn bộ cái phủ Khai Phong đó đã không còn gì hết. Những cái cơn lũ lụt, những cái trận chiến tranh không còn gì hết. Cẩu đầu đao, hổ đầu đao gì không còn gì hết. Tất cả chỉ là phục dựng trở lại để gọi là kỷ niệm. Chơi cái gì có hình tướng, cái đó hoại diệt và không bao giờ tồn tại. Chỉ trong từ hồi cuối tháng 2 cho đến giờ, biết bao nhiêu bệnh tật, biết chỉ một con vi trùng thôi mà đã làm cho bao nhiêu chục ngàn người bệnh, bao nhiêu trăm người phải chết, rồi bao nhiêu người phải lung lay. Và chẳng những vậy, kinh tế thị trường ảnh hưởng, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Cái ông mà làm tượng Phật cho Tây Thiên á, ông viết thơ cho chùa, ông nói bây giờ hãng ông không thể tính được là tổn thất bao nhiêu. Một cái rồi quý vị biết Pháp Hòa có những người Phật tử họ làm ăn qua lại những cái nước mua đồ đạc, nhận đồ của người ta, bảo đảm sẽ giao hàng cho người ta. Mà bây giờ cái nạn dịch này, tất cả những cái con đường mà chuyển vận đóng cửa hết. Họ đang rầu là có thể đền cho những cái hãng khác bạc triệu. Tổn thất rất là lớn. Cho mình mới thấy là cái cõi đời này không có an. Không chuyện này cũng chuyện khác, không chuyện khác. Mà quý vị để ý coi, không có năm nào mà thế giới mình không có những biến động. Đó là nghiệp chung của con người. Vì vậy cho nên các đạo giáo có mặt để làm gì? Để khuyến thỉnh cái tâm của chúng ta sống như thế nào để giảm thiểu. Tại vì cuộc sống mà bất an một phần là do con người chúng ta, do con người mình, do cái cách sống của mình nó có tác động. Ví dụ như gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, một phần cũng có mình trong đó, có cha, có mẹ, có con cái là những người tác nhân trong đó. Dĩ nhiên là có môi trường, có hoàn cảnh, có những cái bên ngoài, nhưng chính yếu là mình. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa mà trong nhà mình tin tưởng với nhau, không nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta ít giảm đi cái phần gọi là hiểu lầm, tranh cãi. Thì thưa đại chúng, Đức Phật đã để lại những lời dạy. Con người chúng ta đa phần ít khi nào để lại những lời dạy cho con cháu. Mà phần lớn là mình sợ con cháu gì có của mà phải tranh giành, cho nên sợ lắm. Lúc còn khỏe là bắt đầu phải viết sẵn những di chúc đó. Nhiều khi có một cái nhà thôi mà biết bao nhiêu chiến tranh xảy ra từ một cái nhà đó. Nhờ nhiều khi có miếng đất cha mẹ còn để lại thôi mà giờ tranh giành. Cho nên mình mới thấy rõ, nhiều khi có của nhiều cũng chưa chắc là bình an. Nó cũng là cái nguồn cội để mà bao nhiêu những cái chiến tranh xảy ra trong gia đình. Và đối với Đức Phật, Đức Phật để lại, cho nên trong kinh á, những lời Phật gọi là di giáo, những lời dạy, những để lại những lời nhắc nhở dạy dỗ. Đây là di giáo của Đức Phật. Thật ra dài lắm, Pháp Hòa trích một vài câu. Có Pháp Hòa nhớ có một năm nhằm cái lễ Niết Bàn, Pháp Hòa cũng có chia sẻ. Và hôm nay tiếp tục trích một đoạn khác để chia sẻ với đại chúng. Đây là lời dạy của Phật. Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, kẻ mù được thấy. Ở trong cuộc sống con người, dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải có những cái luật. Người tu phải có luật giới của người tu. Người đời cũng có luật lệ của người đời. Ví dụ mình đi xe, có luật của đi xe, đi đường. Mình làm ăn phải có luật của làm ăn. Như vừa rồi Pháp Hòa nghe, có những nơi thấy người ta ùn ùn đi mua gạo, tăng giá gạo lên, từ một bao 40 đồng thành bao 80. Thì những người mà người ta biết được cái chuyện gọi là phạm luật trong làm ăn, người ta thưa. Thế là mình rõ ràng mình không có một cái, mình không có chữ luật giới là gì. Giới luật được dịch nghĩa là đạo đức. Mình làm gì phải có cái luật của nó. Ví dụ như mình mở tiệm làm ăn,
mình lấy người ta 10 đồng một cái tô cháo, mình phải nấu làm sao cho nó xứng đáng với tô cháo mình bán ra, chứ không thể chặt khúc nấu nhừ đem ra miễn cho có lấy 10 đồng ngon hơn. Không được. Mình làm như vậy lâu ngày nó tổn giảm cái phước, mất khách. Người ta ăn người ta biết chứ, người ta là người sành điệu mà, người ta bỏ tiền ra người ta ăn, người ta đâu có dạy. Nhưng mà mình làm vậy cái mình mất khách. Hiện đời là mất đi cái phước là không có khách, mà mình mất đi cái đạo đức trong cái phương diện làm ăn. Thì ở đây cũng thế, chữ giới luật nghĩa là đạo đức. Người sống chúng ta cần phải tuân thủ một luật lệ nào đó để giữ cái đạo và cái đức cho mình. Cho nên trong cuộc sống á, quý vị nhìn á, con chim, con kiến nó đều có luật lệ của nó hết. Vì sao? Nó đi có đàn, có ngủ, nó đi ngay tấp. Con người mình cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mỗi bữa tụng kinh mình phải xếp mấy cái tọa cụ bồ đoàn cho ngay, để mọi người ngồi theo thứ lớp. Mà ngồi theo thứ lớp tức là chúng ta sống có trật tự. Bây giờ mình dọn mình không để gì hết thì tự nhiên ta không có biết đường đâu ta ngồi, thì ta ngồi tá lả hết. Ta ngồi người trước người sau, như mấy cái lễ lớn mình dẹp hết thì mọi người ngồi chen chúc với nhau, không có ngay hàng thẳng lối. Còn nếu mà mình để một cái gì đó, cho nên mình đi tới đâu mình phải để ý người ta làm như thế nào ngay ngắn. Nhất là quý vị qua Nhật, quý vị đi qua bên Nhật á, hay là qua bên Hàn Quốc á, ở trước cửa chùa của Nhật á, người ta làm một cái miếng gỗ. Mình bước lên cái miếng gỗ đó, mình tháo đôi giày mình ra, rồi mình cầm đôi giày mình để trên cái kệ, rồi mình đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vô chánh điện. Mình sợ dơ chân, người ta đóng một miếng gỗ cao khỏi mặt đất để mình bước lên cái miếng gỗ đó mình đi không dơ chân, nhưng mình phải để đôi giày lên thứ lớp. Hoặc là có khi mình quay lưng lại để có đôi dép cho ngay, rồi sau đó vô chùa, để một lát khi mình đi ra là mình sọt hai cái chân mình vô mình đi thôi. Còn ở bên Hàn Quốc, chánh điện tất cả người Phật tử không được đi vào cái cửa chính, đều phải đi bằng cửa hông. Rồi mình tới đó mình không có để ý gì hết, mình cứ a dùm a sang mình vô thì người ta la mình, hoặc là người ta nhìn vô ta biết cái người này. Có nhiều chỗ người ta để bảng luôn mà bất cần. Thế nên mình ở đây người ta để bảng cấm đậu xe hay là cấm làm gì gì đó, mình phải tuân thủ. Thì người sống á, cái người ngay thẳng, cái người chân thật á, thấy cái gì người ta không cho là không làm. Ví dụ như những cái cửa ta khóa, khóa cho người ngay hay người gian? Cửa khóa là khóa người ngay hay gian? Khóa người ngay. Cái người ngay thẳng chân thật, người ta cầm vô cái tay, người ta gật gật vậy, ồ cửa khóa ta đi. Còn kẻ muốn đập cửa đó rồi á, 10 cái cửa vậy nó cũng đập được. Cho nên khóa là khóa người ngay. Cái tủ tiền ta để ta lóc cái đơn sơn cái thôi, cái người ngay ta lại ta thấy khóa là bây giờ ta đụng. Còn người gian phải đụng đụng vô cái mở không, rồi thậm chí còn ngó ngó nhìn nhìn coi có cách nào nại nó không. Chứ cái gì mà người ta làm ở trong xã hội này tất cả đều là thứ lớp, để cho nó có cái trật tự. Thì ở trong chùa hay là ở đâu cũng thế, nó đều có cái trật tự của nó. Vậy cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật dặn điều đầu tiên nhất là phải giới luật. Thậm chí Ngạ Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, chúng con không còn thầy để nương tựa, vậy chúng con phải cần phải nương tựa vào ai? Đức Phật trả lời sao quý vị không? Quý vị hãy nên nương tựa vào giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tại sao? Tại vì ví dụ bây giờ Đức Phật mất, có một thầy nào khác thế Phật thì cái vị đó có mất không? Cũng phải mất. Cho nên chỉ có nương tựa giới luật, luật lệ đã quy định, chúng ta nương vào đó thì không sai vào đâu được. Còn mình nương vào bất cứ người nào, người đó thủy chung cũng vô thường, cũng sanh già bệnh chết, rồi làm sao mình nương tựa mãi mãi và vĩnh viễn được. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nói quý vị đừng có nương tựa vào ai, mà quý vị phải nương tựa vào chánh pháp. Cho nên khi Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp, Pháp Hòa hay mượn những bài kinh. Vì sao? Vì mượn những bài kinh để làm cái nền tảng, rồi mình khai triển, mình nhắc nhở thêm, mình chia sẻ thêm. Còn tất cả phải lấy nền tảng trên lời Phật dạy làm cái quy định.
Cho Đức Phật nói các vị phải tôn trọng và cung kính giới luật như người nghèo được của, như người mù được thấy. Người sống mà có đạo đức, đó là cái tài sản quý nhất của mình. Vì sao? Vì đi tới đâu cũng không bao giờ bị người khác chê bai, coi thường. Vì mình sống lúc nào cũng có cái căn bản đạo đức. Cho nên căn bản nhất của người Phật tử là giữ năm giới. Điều thứ hai, này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan, không để chúng dông ruổi theo cảnh trần dục lạc. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thường thường mình nói sáu giác quan, nhưng ở đây Phật nói năm. Tại sao không nói ý? Bởi vì cái ý là cái ẩn bên trong không thấy. Năm giác quan là năm cái mình thấy: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cái này gọi là năm giác quan. Và năm cái giác quan này á, nó có năm cái đối tượng của nó. Thí dụ mắt thì cái gì? Thấy sắc, thấy hình, thấy tướng. Mắt thì phải thấy. Tai thì âm thanh. Mũi thì mùi. Lưỡi thì vị. Thân thì xúc chạm. Như vậy năm giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, nó đều có năm cái đối tượng của nó là hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm. Và nếu chúng ta không có gọi là chế ngự, Đức Phật không có biểu là đi đâu nhắm mắt, Đức Phật không có biểu là đi đâu lấy gòn bịt lỗ tai, mà Đức Phật dùng cái từ là chế ngự năm giác quan. Nghĩa là vẫn dùng năm giác quan này, nhưng mình phải cẩn thận, đừng để nó rong ruổi. Pháp Hòa ví dụ như có người, người ta thích nói chuyện người khác, mà mình cứ thích nghe, thì cái đó mà là cái đó là mình rong ruổi lỗ tai rồi đó. Thay vì cái lỗ tai mình phải nghe những lời gì cho nó lành mạnh, riết cái tự nhiên mình trong cái đầu mình á, từ bà 2 xuống tới bà 10 không có bà nào tốt hết. Tại vì mình đều nghe những cái lời người khác nói, cho nên cái lỗ tai mình nó rong ruổi. Ví dụ như giờ mình ngồi đây nghe pháp, ở dưới chiên chả giò thơm bay lên, cái là lỗ mũi mình nó rong ruổi rồi đó. Nói chà, ở dưới bữa nay chiên cái gì mà thơm quá vậy ta. Cái khều khều người kế bên hỏi, ngửi được mùi gì không? Tôi ngửi mùi chả giò. Tôi cũng nghĩ vậy mà, nghĩ kỹ không phải đâu, chắc bột chiên. Thí dụ vậy, trong khi ngồi đây nghe pháp cũng không trực diện ở dưới điện thấy cái gì, ngửi cái mùi là bắt đầu phán xét, ngồi nói. Mà trong khi đó cái chính yếu ngồi nghe pháp thì cái lỗ mũi nó rộng dưới. Cho nên mắt, tai, mũi, miệng chúng ta mỗi ngày đều phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Đối với người tu là phải cẩn thận. Thậm chí người xuất gia mà ngủ không được ngủ giường to. Ngủ một cái giường nào mà vừa đủ cho mình thôi gọi là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc. Không có đi vô chợ mua một cái giường gọi là gì đó king size, queen size gì đó, single bed thôi, ngủ một cái giường thôi. Mà người nào kỹ nữa là không ngủ hết cái giường, ngủ từ cái thân mình bao nhiêu là ngủ từ cái mí ngủ vô. Để chi? Để giảm đi cái đắm chìm. Thật ra cái đó là gì? Vì mình muốn giảm tiết đi những cái thọ hưởng mà nó không cần thiết. Ví dụ như cái chính của người tu mình là nghe pháp để mở trí. Còn cái chuyện mình nghe nhạc, coi đại nhạc hội, coi kịch được, lâu lâu coi cho vui một chút, nó là cái entertainment, cái giải trí, nó không phải là cái chính mà người tu quan tâm. Thậm chí nghe nhạc hay là coi xong rồi không nhớ gì cũng sao, nó không phải là cái chính của mình. Ngay cả Phật mình, đời sống mình cũng vậy thôi. Nếu mà quý vị cứ tưởng tượng mà mình cái nhà mình mà nó mở 24/24 nhạc và kịch, thì trong đầu của mình không có gì ngoài nhạc với kịch, mà những cái gì mà hay ho, tin tức thế giới, những cái gì mà nó có thể mở mang cho mình những cái kiến thức, không có. Thí dụ về cái đại dịch sao đang xảy ra nè, mình phải mở, còn người ta dạy mình cái cách rửa tay,
cái cách phòng dịch sao, chứ để mình đi ra đường mình còn ngừa bệnh được chứ, không nghe gì hết trơn rồi biết chuyện gì xảy ra trên thế giới người ta chỉ cách cho mình sao. Ví dụ như giờ người ta nói tới cái chuyện người ta chỉ cho mình rửa tay thôi, người ta dặn là phải rửa vào những cái kẽ của hai ngón tay, và thậm chí phải lấy mấy cái đầu ngón tay mình đó rửa, ở múc một cái miếng nước rồi rửa, lấy mấy cái đầu ngón tay rửa vô đó, chứ không phải kiểu như mình mà giờ dò tay kia là xong đâu, tại vi trùng nó có thể nằm ở đầu ngón tay, cho mình phải rửa mấy đầu ngón tay cho lâu. Mà cái khoảng thời gian nào người ta nói mình hát đủ một bài hát Happy Birthday, mình nói Happy Birthday to me, to you vậy đó. Hát xong bài đó là đủ cái thời gian để rửa vi trùng, chứ không phải mình sọt sọt vô mấy cái rồi dội vô nước cái kêu là rửa tay, mà mình phải biết cách rửa cho nó đúng. Thì cái đó bây giờ đang có những cái trường hợp gì, mình mở tin tức hay mình mở những cái gì người ta hướng dẫn. Bây giờ trên TV, trên YouTube có những bác sĩ người Việt ta chia sẻ nhiều cái bài hay lắm, cách phòng bệnh bao tử, cách chữa bệnh, tại sao lý do nào mình bệnh này bệnh kia, mình nghe để mình mở mang mình biết, sợ bệnh mà không chịu nghe mấy cái đó thì làm sao mình hết bệnh. Mà trong khi đó mấy cái kịch nhạc thì nghe cho vui chứ có làm gì hơn được cho mình đâu. Cho nên tiếng Mỹ gọi là entertainment, tiếng Việt gọi là giải trí. Đã là giải trí thì vui thôi chứ không phải là cái chính. Cho nên chữ chế ngự là vậy đó, không phải là cấm, nhưng mà chúng ta phải tiết chế nó. Tiết chế nó, thí dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình nói là ăn bơ bổ ngon thơm, nhưng mà không tiết chế, ăn nhiều mỡ chết. Bất cứ những cái gì nó ngon đó, nhưng mà phải tiết chế, còn không là sanh bệnh. Thì chúng ta mỗi ngày vẫn phải sử dụng mắt tai mũi miệng thân, nhưng phải chế ngự để chúng ta không rong ruổi theo năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đây, bây giờ bắt đầu mới vô từ chuyên môn của Phật học không? Năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, nói tiếng Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nó có năm cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là thơm, mùi, vị là cái nếm, xúc là cái chạm. Mà con người mình lúc nào cũng vướng vào sắc thanh hương vị xúc, chứ mình không có chế ngự thì mình rong ruổi, chứ rong ruổi là mình buông luôn theo nó. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm và cúng dường, các vị nên quan niệm như uống thuốc. Ít có ai mà nghĩ vậy lắm, đa phần là mình nghĩ ăn cho ngon, nhưng mà cái ngon đó nó có cho mình được cái sức khỏe thì mới gọi là ngon, còn ngon mà không có sức khỏe thì nó thành độc. Cho nên các người mà xuất gia trong chùa đó, tại sao phải nói là ăn như thuốc biết không? Để giảm đi cái tật khen chê. Mà con người mình nó khổ nổi, cái người ta bỏ ra cả giờ cả ngày người ta nấu, mình không nhận ra cái cực khổ người ta, lên ngồi ăn vừa đưa vô miếng, trời làm gì mặn chát dở ẹt. Mà trong khi đó người ta đem hết sức của người ta trong một ngày nấu, mình không nhận ra cái đó, có phải là mình tội không? Mình tội nghiệp người ta. Cho nên nói uống thuốc là để làm gì? Để mình tránh đi cái trường hợp là khen chê làm cho người khác buồn. Mà thật tình á, là thưa đại chúng á, thức ăn quả thật là một món thuốc. Mình uống thuốc không bằng ăn. Pháp Hòa ví dụ như một ngày mình uống một viên vitamin C, dù nó là vitamin C nhưng mà cái gì nó biến chế, nó nhất định phải qua những cái hóa chất. Còn trong khi đó mình mua nước cam tươi, mình uống một ly nước cam tươi, mình uống những cái loại trái cây nó có chất vitamin C, nó vẫn tốt hơn mình uống một viên thuốc. Nhưng mà người ta làm gọn để làm gì? Để cho mình đi đường, mình cuộc sống mình dễ dàng, khỏi có mất công. Nhưng mà cái ăn nó vẫn hơn. Pháp Hòa có một chị Phật tử, chị bệnh ung thư cái bướu 3.6 cm. Gần 2 năm nay chị không ăn một hộp cơm, một miếng bánh nào trong người, không có một thức ăn nào trong người hết, hoàn toàn là uống nước rau, uống nước rau củ thôi.
Mà bây giờ cái bú đó nó nhỏ xuống còn 1.1, 1.3. Và chị mới nói với Pháp Hòa là con ước nguyện là khi con chữa bệnh bằng cái con đường này mà hết bệnh, con sẽ mở một chương trình giúp đỡ cho người khác chữa bệnh ung thư bằng con đường uống nước rau. Mình ăn không có tốt nha thưa đại chúng, khi mình bệnh ung thư tất cả những thức ăn mình vô nó là chất bổ dưỡng để làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng, chứ không phải làm như mình nghĩ là ăn cho khỏe đâu. Bởi vì nó bao bọc mình hết rồi, nó tấn công ngay cửa thành rồi. Đồ ăn bổ vô là vi trùng nó tiếp hết, nó chưa vô tới trong cửa thành mà, thì làm sao mình khỏe được. Cho nên vô bao nhiêu thì tế bào ung thư nó cảm ơn mình nhiều. Nó nói chờ cảm ơn chị nghe, chị cho tôi ăn miếng bánh donut, bữa nay tôi sẽ cho chị thêm 3.000 con vi trùng. Tại vì những cái gì mà nó có chất đường á, chất đường là tất, rất là hại cho ung thư. Cái chất đường là cái là đồ ăn kịch liệt làm cho tế bào ung thư nó tăng trưởng. Cho nên đâu phải ăn, chị này gần 2 năm nay không có ăn, hoàn toàn uống nước rau củ. Uống nước rau củ và chị bệnh. Mà chị nói á, bây giờ con mới xác định một điều á, khi mà tâm lý con người bình an, chữa bệnh rất là mau. Chị nói hôm nào mà chị lo lắng á, là cái cục bú đó nó cứng, nó đau. Mà hôm nào tâm thoải mái là cái chỗ đó nó không thấy. Cho nên cái tâm lý con người, cái tâm trạng con người rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn làm cho mình lạc quan bằng những cái tư duy tích cực. Vì vậy mà mình ăn cái gì cũng chỉ quán niệm như là món thuốc. Mỗi bữa ăn của ở trong chùa đó có cái câu thứ tư là quán nguyện đó: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Ăn chỉ để bảo hộ môi trường. Ăn là ăn mà phải lựa cái gì để bảo hộ được môi trường. Ăn như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh. Đó là một cách diễn đạt từ một câu tiếng Hán. Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Phải coi món ăn này là món thuốc chánh, gọi là chánh sự lương dược. Vị liệu tức là vì trị liệu, hình khô là cái thân thể khô gầy. Mình không ăn thì thân thể mình bệnh tật khô gầy, cho nên mình phải ăn. Nhưng mà ăn như thế nào để chúng ta giảm thiểu bệnh tật và khổ đau của muôn loài. Vừa rồi họ chiếu một cái đoạn, một cái clip phim, một cái cô đó, cô ăn món cháo dơi hay canh dơi gì đó, mà để con dơi trên cái chén rồi cầm con dơi lột ra. Mình thấy mình ăn trên cái đau khổ của con vật thì nó tổn cái lòng từ của mình. Giống như người ta uống máu chim vậy, bắt con chim rồi cắt cái cổ nó ra, chắc máu nó vô cái ly nước, cái rượu vậy đó uống. Xong rồi đưa con chim đó vô cho cái bà chủ quán, bà nhổ lông, bà làm món ăn ra cho mình nhậu, để gọi là mình hưởng thụ. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là mình nói, không phải là mình nói cái vấn đề tội lỗi đọa lạc gì. Nhưng ở cái phương diện cuộc sống của chúng ta, có những cái chúng ta mình cho mình nhưng mà tổn thương đến người khác thì mình phải suy nghĩ lại. Thậm chí Pháp Hòa hay nói, dù mình đi đường mình thấy miếng miễn chai, nếu mà mình chịu khó mình nhặt cái miễn chai lên, vì mình nghĩ rằng sợ ai không thấy đường có thể đạp trúng. Cứ làm những cái việc nhỏ nhỏ đó thôi, lâu ngày cái tình thương của mình nó lớn lên, và cái phước của mình nó được tăng trưởng ở những cái mình sống mà mình biết lân mẫn tới người khác. Pháp Hòa thấy mấy chú mà khui một cái lon đó, mà không đẩy cái nắp xuống mà khui xong rồi dục đại vô trong thùng rác là Hòa la lắm. Lỡ người ta nhấn lấy tay người ta nhấn rác vô, mà cái miếng của cái nắp đó cắt tay người ta phải tội không? Thậm chí rửa chén cũng vậy. Pháp Hòa đi ngang mà thấy ai dục dao trong cái sinh mà một ngập nước là không có được, nguy hiểm vô cùng. Người ta rửa chén mà người ta lỡ, người ta lấy dự nghĩ là ở dưới đó là đũa là muỗng, người ta lấy tay ta hốt vô phải đứt tay người ta. Cái gì mình thấy trước cái hậu quả, sao mình không tránh để cho người khác đỡ đau, mặc dù chỉ là đứt tay. Đi đường thấy cái chỗ đó nước mình té trơn đây nè, lập tức lấy vải rau liền. Trời đất ơi, mình đi mình muốn té cái này, ai làm đổ nước
rồi đi luôn. Bây giờ mình may là mình không thấy là mình gượng lại được đó. Người khác ta té ra phải tội tao, mà nhất là mấy bác lớn tuổi. Cho nên cuộc sống này mà muốn tạo phước đó, hằng hà sa số phước tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là mình dùng con mắt mình thấy để làm gì? Con mắt mình vẫn thấy, nhưng thấy để tạo phước hay thấy để chúng ta tạo nghiệp, tùy theo chúng ta. Tùy theo cái. Rồi mình nghe một câu chuyện gì đó, rồi mình dẫn chứng, mình diễn đạt, mình thông truyền, làm cho người ta an lạc hay không. Cho nên nhiều khi con người bệnh ít, nhưng mà nghe người ta hù riết cũng sợ. Một phần đi chợ cũng do hù đó, do dọa đó. Đó. Cho nên thưa đại chúng là mình thấy tất cả những cái phẩm vật mà người ta cho mình đều trị bệnh. Thứ tư, này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm, thương tổn các vị nên kềm chế tâm mình. Thường thường sống mỗi ngày á, người ta không đụng mình kiểu này thì người ta chạm mình kiểu khác. Đụng chạm mà. Chạm là nhẹ thôi nha, tức là đi ngang quẹt sơ sơ thôi, đụng là người ta cố tình đó. Hoặc là nhiều khi ta vô tình, ta đẩy mạnh quá ta đụng mình. Chuột sống này không đụng thì cũng sẽ chạm. Nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta tiếp sự đụng chạm đó bằng cái tâm gì. Mình nghĩ ta cố ý hay mình nghĩ ta vô tình. Và mình nghĩ rằng thôi đụng nhưng mà tôi không có sao. Có nhiều người dễ thương nha, đụng xe người ta, ta bước xuống, ta thấy xe người ta không sao, ta nói thôi không có sao đâu, ta tha cho mình. Nhưng mà ngược lại có những người làm gì? Lợi dụng một cái đụng nhẹ đó để mà ăn tiền suốt đời. Cũng có. Cho nên á, mình phải kềm chế cái tâm mình. Tại vì tùy cái tâm lợi dụng cái việc gì đó để mà mình làm khổ người khác. Nếu mà nói là cuộc sống mình đừng có đụng chạm thì hơi khó đó. Làm gì mà không đụng chạm. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình đã tiếp xử mọi sự việc như thế nào, để chúng ta cảm thấy sự việc nó nhẹ nhàng ra. Rồi thưa đại chúng, bây giờ những cái lời này là Phật dạy phải không? Mà nếu chúng ta mượn vô những lời này mà chúng ta dạy lại cho con cháu chúng ta, thí dụ như cái câu hồi nãy, cuộc sống làm gì không có những đụng chạm, các con nhớ lấy cái tâm mà ra đối xử với mọi người. Và nhớ rằng sống ở đời thêm một người bạn sẽ giảm được một người thù. Đó là những lời di giáo mà chúng ta có thể để lại cho con cháu chúng ta, không hẳn là tiền của. Cho nên nếu mình có của để thêm cái lá thơ này, còn nếu không có gì để phải không, cũng để lại một di chúc đi. Mà di chúc đó chính là những lời nhắc nhở. Pháp Hòa hay nói với mấy bác á, bây giờ cái xã hội tốt á, phương tiện tốt rồi, quý bác tụng kinh đi. Tụng kinh thâu vô một cái clip, tụng hay tụng dở gì đừng có lo. Tụng để làm gì? Để cho con cháu mình có kỷ niệm. Mai mốt mà mình có 100 tuổi, con cháu mình nhớ mình thì mở mấy cái máy này lên nghe. Chứ còn nếu mà hồi xưa không có phương tiện thì đâu có lưu lại cái âm thanh tiếng nói của mình. Còn bây giờ phương tiện quá, quý vị nên làm. Quý vị nên làm, ai có cái cell phone đó, mở bấm lên cái nút thâu đó, những lời nhắc nhở hoặc không biết gì hết, lấy bài kinh ra tụng. Nhất là kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng bằng cái âm thanh của mình. Má không có gì để lại cho con, má để lại cho con một cái clip tụng kinh của má. Khi nào các con nhớ má, các con mở ra nghe. Các con nhớ ba, mở tụng kinh ra nghe. Mà nghe cái bài phụ báo hiếu phụ mẫu, tự nhiên con thấm thía. Ở đây có một đạo hữu, khi mà rơi vào cái bệnh, đạo hữu đã dùng cái bàn tay của mình trong cái bệnh tật đó mà viết lại một quyển Phật pháp để lại cho các con. Bây giờ có thể các con chưa thấy quý, nhưng mà khi mình đi rồi, những lúc giây phút nó nhớ mình, nó mở cái cuốn đó ra, thì lúc đó nó sẽ đọc những gì mà mình để lại cho con cháu. Quý vị thấy có thể lúc mà Phật mất thì cái lời di giáo này không thấm, nhưng mà càng về sau thì cuộc sống nó càng loạn, thì tự nhiên những lời dạy này chúng ta càng thấy thấm. Thôi thì hôm nay nhân ngày Đức Phật Niết Bàn,
tính theo cách kỷ niệm của Phật giáo Á Đông, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta lấy ngày này kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn. Thì Pháp Hòa cũng trích lại một vài câu, chứ chưa toàn bộ cái bài kinh Di Giáo của Phật nha. Nếu mà muốn học hết cái bài kinh Di Giáo Phật dài lắm, nhiều thứ Phật dạy lắm, Pháp Hòa chỉ trích một vài câu để chia sẻ với đại chúng thêm nhân cái dịp lễ này. Và nhân cái này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa, chúng ta hãy để lại cái lời dạy gì cho các người thân của mình, có thể là bạn bè, anh em cũng không sao hết, nên có một cái lời nhắc nhở để lại, để người sau nương vào đó mà sống có mực thước, mà sống có mực thước có đạo đức thì sống có giới luật, mà người sống có luật lệ thì không có làm cho mình bị tổn thương, không làm người khác tổn thương. Đời này mình được tròn vẹn cái nhân cách, đời sau mình được cái phước báo. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thưa, hôm nay là ngày rằm, thì bắt đầu trưa hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ bắt đầu khai pháp hội vía Bồ Tát Quan Âm, lại 100 lại, mà chúng ta sẽ lại 5 ngày liên tiếp, thì 5 ngày là 500. Hôm nay chúng ta lại 2 giờ chiều. Bắt đầu từ ngày mai thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, mỗi ngày chúng ta lại 7 giờ rưỡi tối. Lại tới ngày thứ 5 thì viên mãn đạo tràng Quan Âm, cũng là kết thúc 49 ngày chúng ta phát nguyện cúng dường Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư. Cho nên từ đây tới ngày thứ 5 mỗi ngày đều có chương trình tụng kinh lễ Phật. Quý vị nào có thời gian xin mời về chùa mỗi tối 7 giờ rưỡi để cùng lễ Phật cầu nguyện. Đây là cái cơ hội để chúng ta lễ Đức Quan Âm, cầu nguyện cho mình, cũng như nhất là chúng ta hướng tâm về cái cơn bệnh dịch đang lan lây trong thời gian gần đây. Mỗi người mỗi tâm niệm để thiện lành, để cầu nguyện cho cái lần nạn này, nguyện cầu cho thế giới cũng như tất cả chúng ta được an lành. Xin cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo.